Tóm tắt lịch sử giáo họ Bảo Long Trong. Từ ngày lãnh nhận đức tin 1742-2020, 278 năm qua, tổ tiên đã trải qua bao thăng trầm giông tố, lúc trời nắng gắt, lúc tầm tã mưa. Từ năm 1742, sau một hai thập kỷ, Bảo Long có hai xóm, có một cộng đoàn Kitô hữu đông, đã trở thành một giáo họ đông đúc trước thời kỳ lập giáo xứ 1891. Thời kỳ đó, các đấng đã cho dựng mỗi xóm một ngôi nhà nguyện. Nhà nguyện Bảo Long Trong tọa lạc tại đất nhà ông Kiến ở ngày nay. Bảo Long Ngoài tọa lạc tại khu đất nhà ông Hỗ ở ngày nay. Để tiện cho việc cầu nguyện, các bà con tín hữu vẫn là họ Bảo Long, trực thuộc xã An Ninh, Tổng Ngọc Lũ, quận Bình Lục, tỉnh Hà Nam. Tới năm 1893, sông Ninh Giang được khai mở. Từ ngày đó, Bảo Long có tên là Bảo Long, Tổng Như Thức, quận Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định. Về Kitô giáo, từ ngày đó Bảo Long có tên là Làng Giáo Bảo Long. Có hai xóm Bảo Long Trong và Bảo Long Ngoài, cộng với xóm Rinh. Từ đó có tên gọi là Họ Giáo Bảo Long, xứ Chân Ninh, Tổng Giáo Phận Hà Nội. Cho tới năm 1950, thay lại thành Giáo xứ Bảo Long. Cái tên xóm Bảo Long kéo dài tới năm 2005, thời cha Giuse Trần Bình Trọng, cho thay là Giáo họ Bảo Long Trong. Xây dựng đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp 1906, năm Bính Ngọ. Cha cố Joseph de Polis, tên Việt Nam gọi là Cha cố Hương. Công trình nhà thờ xứ Bảo Long sắp hoàn thành. Ngài muốn xây cho giáo họ Bảo Long Trong một ngôi nhà thờ mới tại nơi đất mới. Vì ngôi nhà nguyện quá cũ, lại xuống cấp, nhưng các cụ trong làng giáo kính nể cha cố vì công việc xây nhà thờ quá vất vả, nên xin cha cố để giáo họ chúng con tự lo và làm lấy. Cha cố đã ưng thuận. Từ năm đó 1906, mọi công việc để chuẩn bị cho việc xây một ngôi đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ngày nay, các cụ phải lo, vì là đất tư điền của riêng một gia đình. Một, đất tư điền nên phải chuyển đổi đất của gia đình mới được 720 m². Hai, phải chuyển đất từ đầu làng về vượt nền nhà thờ. Ba, phải xây lò đốt gạch để xây nhà thờ. Bốn, thợ xây trong làng không có, phải thuê thợ ở phụ bản. Năm, tài chính phần lớn trông chờ vào cụ khá giả trong làng. Sáu, nhân lực bà con đóng góp. Bảy, khởi công xây dựng 1913, cha cố Hương định hướng đặt móng. Tám, khánh thành năm 1920, cha xứ An Tôn Nguyễn Như Kim. Đền Thánh Giá của giáo họ Bảo Long Trong. Thánh giá đầu làng là biểu tượng ơn Chúa đổ xuống và cũng thể hiện trí tuệ của tổ tiên chúng ta. 1929-2020. Sau khi công trình xây dựng đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp đã hoàn thành, cha xứ An Tôn Nguyễn Như Kim xây dựng thánh giá ở đầu làng vào khoảng tháng 8 năm 1927. Vào mùa phục sinh năm 1929, cảm nghiệm về cây thánh giá. Sự hiện diện của cây thánh giá là giường Chúa Cả nằm khi sinh thì ở đầu làng đến nay đã gần 100 năm. Cây thánh giá đã từng che chở dân làng vượt qua bao giông tố, lúc trời nắng gắt,
lúc mưa tầm tã, ôn dịch, bệnh tật, Thánh Giá Chúa như đã che chở cho cả làng giáo. Tượng đài Thánh Antôn, tượng đài ngoài trời có sớm nhất tại giáo phận. Một gia đình cố trương Antôn Trần Trọng Thế có lòng sùng kính Thánh Antôn cách riêng. Năm 1932, gia đình con trai đã khấn xin Thánh Antôn được một ơn đặc biệt và hứa xin phép với cha xứ Trịnh Duy Ngũ muốn đặt và xây dựng một tượng đài thánh nhân ngoài trời. Gia đình ông đã được như ý. Cho đến nay, tượng Thánh Antôn ở quảng trường nhỏ bé đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp đã tròn 86 tuổi. Cảm nhận hơn 80 năm qua, sự hiện diện của thánh nhân đã che chở giáo họ vượt qua bao biến cố của hai thời kỳ chiến tranh bom đạn liền kề. Về tượng thánh nhân và đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp không hề mảy may xây xát. Các ngài đã che chở và gìn giữ cho khỏi tai ương trong làng giáo Bảo Long. Hai công trình này đã được các thân nhân xa gần đem tâm giúp đỡ tiền của công sức. Công trình đã sớm hoàn thành trong bình an, và ngày nay để tôn kính các ngài, vào chiều thứ ba hàng tuần, giáo họ đã khấn nguyện Thánh Antôn. Bà con gần xa đã biết đến và xin nhiều ơn khác nhau đều được ngài chuyển cầu theo ý khấn. Thế kỷ 21. Thế kỷ 21 là thế kỷ trải qua bao năm đợi tháng chờ. Sự khao khát của 600 nhân danh đã qua hai đời ông trùm giáo họ Bảo Long trong. Xin Chúa thương các đấng chăm lo chỉ bảo để giáo họ xây được một ngôi nhà thờ mới trên mảnh đất mới. Ngôi đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp quá nhỏ bé, chưa đầy đủ 90 mét vuông để sử dụng, nay đã xuống cấp vì tuổi thọ đã 100 năm. Sự mong muốn của bà con là thế. Cái khó bó cái khôn. Thời của các cụ rất khó khăn về nhân tài, vật lực. Thời nay lại khó khăn về phép tắc, thủ tục, giấy tờ. Ơn Chúa thương đến giáo họ nhỏ bé này, những khó khăn đó đã được giải quyết dần. Cha quản sứ Giuse Trần Bình Trọng lúc đó đã từng bước lo liệu mọi công việc như sau: kiện toàn ban hành giáo mới, vì ông trùm cũ đã hết hạn ngày 6 tháng 6 2001. Cha cho bầu lại ban hành giáo mới gồm: 1. Ông Giuse Lê Quang Rỉ, trùm trưởng ngày 6 tháng 6 2001. 2. Ông Mikae Trần Công Chính, trùm phó ngày 6 tháng 5 2005. 3. Ông Giuse Trần Quý Đôn, thư ký. 4. Ông Vicente Lê Mạnh Hùng, thủ quỹ. 5. Ông Giuse Lê Duy Yên, quản giáo. 6. Ông Giuse Trần Văn Lại, quản giáo. Danh sách quý vị hội đồng mục vụ trong giáo xứ. 1. Cụ Gioan Bautista Trần Đình Ngạn, chánh xứ từ năm 1891-1900. 2. Cụ Phêrô Phạm Quang Tòng, chánh trương xứ từ năm 1900-1915. 3. Cụ Phêrô Phạm Quang Phong, chánh trương xứ năm 1915-1930. 4. Cụ Phêrô Phạm Quang Thái, chánh trương xứ từ năm 1930-1940. 5. Cụ Antôn Trần Trọng Kế, chánh trương từ năm 1940-1946. 6. Cụ Phêrô Phạm Quang Đỉnh, chánh trương xứ năm 1946-1950. 7. Cụ Phêrô Lê Duy Yến,
Chánh chương từ năm 1950-1977. 8. Cụ Anton Trần Đức Khả, Chánh chương sứ 1979-1993. 9. Cụ Anton Trần Văn Thứ, Chánh chương từ năm 1994-2010. 10. Cụ Vicente Trần Văn Ban, Chánh chương sứ 2010 cho đến nay 2020. Danh sách quý vị phó chương sứ Bảo Long. 1. Cụ Phêrô Trần Văn Thể, 1900 đến 1915. 2. Cụ Phaolô Lê Tự Côn, phó chương sứ 1915-1930, họ Tự Tân. 3. Cụ Phaolô Lê Tự Côn, phó chương sứ 1930-1946. 4. Cụ Giuse Trần Văn Duyệt, phó chương sứ 1940-1950, họ Thiên Tuế. 5. Cụ Giuse Trần Văn Tiếp, phó chương sứ 1950-1960, họ Quang Sáng. 6. Cụ Phêrô Trần Văn Uông, phó chương sứ 1960-1980. 7. Cụ Giuse Trần Bá Lập, phó chương sứ 1994-2005, họ Như Thức. 8. Cụ Giuse Trần Bá Phương, phó chương sứ 2005-2007, họ Thát Đông. 9. Cụ Giuse Lê Quang Rị, phó chương sứ 2005-2011, họ Bảo Long Châu. 10. Ông Giuse Trần Văn Vị, phó chương sứ 2011-2019, họ Bảo Long Ngoài. Các cụ trùm trưởng giáo họ Bảo Long Châu. 1. Cụ Phêrô Trần Văn Đáng, từ năm thành lập giáo xứ 1891. 2. Cụ Phêrô Lê Duy Toan, từ năm thành lập giáo xứ 1891. 3. Cụ Luca Trần Trọng Canh, 1880-1900. 4. Cụ Giuse Trần Ngọc Tạ, 1900 đến 1905. 5. Cụ Phêrô Trần Văn Thể, từ năm 1905-1910. 6. Cụ Phêrô Trần Đức Phiên, từ năm 1910-1915. 7. Cụ Anton Trần Đức Thụy, từ năm 1915-1920. 8. Cụ Anton Trần Đức Lưu, từ năm 1920-1925. 9. Cụ Giuse Trần Viết Nhạn, từ năm 1925-1935. 10. Cụ Phêrô Lê Duy Thuần, 1935-1945. 11. Cụ Phêrô Lê Duy Yến, 1945-1950. 12. Cụ Anton Trần Như Đạn, 1950-1972. 13. Cụ Anton Trần Đức Khả, 1973-1979. 14. Cụ Giuse Trần Văn Huyền, 1979-1985. 15. Cụ Giuse Trần Văn Hảo, 1985-1992. 16. Cụ Giuse Lê Duy Nhương, 1993-2000. 17. Cụ Giuse Lê Quang Rị, từ năm 2001 đến năm 2014. 18. Ông Phêrô
Trần Văn Thiên 2014-2018, 19 ông Du Xe Hoàng Văn Tám từ năm 1918 cho đến nay 2020, các ông Phó Trùm giáo họ Bảo Long Trong, 1 ông Mikae Trần Công Chính 2005 đến 2014, 2 ông Giuse Trần Minh Bảo 2014-2018, 3 ông Giuse Trần Văn Đạt 2018 cho đến nay 2020. Chức danh quản giáo: 1 cụ Anton Trần Đức Lưu từ năm 1935 đến năm 1945, 2 cụ Giuse Trần Ngọc Trợ 1945-1949, 3 cụ Anton Trần Đức Khả 1950-1960, 4 cụ Giuse Trần Trúng Tuyển 1961-1972, 5 cụ Giuse Trần Văn Huyền 1973-1978, 6 cụ Giuse Lê Duy Sơn 1979-1986, 7 cụ Giuse Trần Văn Lại 1986-2014, 8 cụ Giuse Lê Duy Yên 1988-2012, 9 ông Giuse Lê Duy Biên 2012-2018, 10 bà Maria Phạm Thị Hòa 2012-2016, 11 ông Giuse Trần Văn Hà 2015-2020.